lý quan trọng nhất đối với người thợ mà xử lý pin xe điện đấy là các bạn phải biết được là cái mạch đó, chân tải và chân sạc nó tách biệt, chân tải và chân sạc nó trùng nhau. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cấu tạo của một cái bộ pin xe điện. Thì như các bạn quan sát, đây là một cái bộ pin xe điện này đã được đóng hoàn thiện rồi. Đây. Đấy. Thì cấu tạo của một cái bộ pin xe điện này thì nó sẽ gồm có hai phần. Một phần gọi là mạch bảo vệ, thì cả cái phần này này, cả cái phần các bạn quan sát đây này. Đấy, nó gọi là mạch bảo vệ nhé. Đương nhiên là mạch bảo vệ trên thị trường thì nó có rất là nhiều loại. Có loại nó chỉ bé bằng cái này thôi. Thế nhưng mà đây là cái mạch bảo vệ xịn này, mạch bảo vệ loại tốt nhất hiện nay đấy. Nó to như thế này. Đấy, nó gồm có cả cái giải này là một cái mạch bảo vệ. Đấy, đây thì đây là chính là cái phần mạch bảo vệ này. Thế còn cái phần thứ hai là cell pin. Thì toàn bộ như này, các bạn thấy này. Đây, đây là cell pin này. Như cái thông tin ở trên cái mạch bảo vệ này nó cung cấp thì cái mạch này nó cho phép chúng ta lắp 16 cell. Thì các bạn quan sát này, 16 cell là như thế nào. Đây các bạn đếm nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cell. Thì những cái này này chính là các cái cell pin này. Cell pin là gồm đây, cell pin này. Đấy, một cell này thì nó có thể gồm nhiều các cái viên pin nhỏ mắc nối tiếp ấy. Mắc song song với nhau. Một cell này nhé, một cái cell này này, đây gọi là một cell này, gồm có nhiều viên pin nhỏ mắc song song với nhau. Mục đích mắc song song với nhau để tăng cái dung lượng lên. Vì một bộ pin này nó sẽ có thông số là 60V 12Ah. Tại sao lại vậy? Vì là 16 cell này, 16 cái cell này mà quân bình là khoảng 3,7V một cell, thì nhân với 16 nó rơi vào khoảng 59V, 60V. Thế nên là cái điện áp ở cái chế độ thấp. Thế còn khi nạp đầy nó đến khoảng 4,2V thì nhân lên nó khoảng 6-7V gì đó. Đấy, thì cái bộ này như vậy. Thế còn một cái cell nhỏ này nó khoảng 2,5A. Thì 5 cái cell này mắc với nhau, 52 là 10, 55, 25, nó rơi vào khoảng gần 13A. 5 cái viên pin này mắc song song với nhau để tăng dung lượng cho một cái cell này, và 16 cái cell này mắc nối tiếp với nhau thì để tăng điện áp từ 3,7V lên thành gần 60V. Thì đấy là cái cấu tạo của cái viên pin, đó là bộ pin, đó là như vậy. Thế còn sơ qua một chút về cái mạch này là nó bảo vệ quá tải cho cái bộ pin này. Bảo vệ quá tải là như thế nào? Tức là khi cái điện áp của cái bộ pin này, hay nói cái khác là dung lượng cái bộ pin này nó bị sử dụng đến cái mức là phải ngắt, thì cái mạch này nó có tác dụng là ngắt kết nối giữa xe và cái bộ pin này, để cho cái bộ pin này nó sẽ không bị sử dụng quá kiệt điện. Cái công dụng thứ hai là nó bảo vệ cái bộ pin này khi mà trong quá trình nạp, nếu như cái bộ pin này nó sẽ đầy điện thì cái mạch này sẽ kiểm tra và nó có ngắt kết nối giữa sạc và bộ pin. Và một cái công dụng nữa của cái mạch này là nó có tác dụng cân bằng điện áp giữa các cell để trong quá trình nạp nó sẽ ổn định. Thế còn một bộ pin mà không có cái mạch này thì vứt đi. Vì là nếu như mà ta nạp được đầy thì ta sử dụng nó sẽ bị quá kiệt và nó cũng sẽ bị hỏng. Thế còn trong quá trình nạp mà không có cái mạch này thì nó sẽ không ngắt khi đầy. Cho nên là bắt buộc trên một bộ pin nó phải có cái mạch này. Đấy, thì các bạn nắm được. Thế còn ở trên cái mạch này nó có một vài cái ký hiệu nữa mà các bạn cần phải nắm được. B cộng này, B cộng, C cộng, P cộng, P trừ, C trừ và B trừ thì tất cả nó là cái gì? Thì mình giải thích nhé. B trừ này là đầu âm của khối pin, B cộng là đầu dương của khối pin. Thì cái mạch này người ta đưa ra đây rồi, thì ta quan sát, tôi sẽ đo này. Đấy, đo để cho các bạn có thể quan sát được. Đấy, chỉnh mình đúng ở vị trí mạch quay. Đây này, B trừ này. Đây này, tổng điện áp đây này. Đấy, cái điện áp này nó cũng chính là bằng điện áp từ B trừ này đến cái dương của cell cuối cùng, là nó cũng chính mà bằng điện áp của đầu ra và cái vị trí chân nào. Đấy, như vậy là cái mạch này rất là tốt. Thế còn C, tại sao C trừ mới C cộng với P cộng nó trùng nhau? Thì đối với cái mạch này này, chân tải và chân sạc trùng nhau nhé. Khi người ta ghi như này, khi người ta ghi như này C trừ và P trừ, C là trên tức là nạp thêm ấy, P là công suất. Thế thì trùng nhau như này thì chân tải và chân nạp trùng nhau. Đấy, P trừ và C trừ như này. Thì bây giờ tôi sẽ hàn cái chân tải và chân sạc vào đây thôi. Bây giờ mình đã hàn xong cái chân tải và chân sạc nhé. Chân tải và chân sạc này, đây mình đã sàn hàn. Thì trong cái mạch này các bạn thấy là chân tải và chân sạc nó trùng nhau. Một cái chú ý quan trọng nhất đối với cái người thợ mà xử lý pin xe điện đấy là các bạn phải biết được là cái mạch đó chân tải và chân sạc nó tách biệt hay chân tải và chân sạc nó trùng nhau. Nếu như mà chân tải và chân sạc mà nó tách biệt mà các bạn để hàn chung ấy thì nó sẽ làm hỏng pin ngay, chắc chắn hỏng luôn. Thế còn đối với những cái mạch mà nó thiết kế chân tải và chân sạc trùng nhau thì nó rất là đơn giản. Và bây giờ nếu như mà làm pin cho khách hàng ấy thì các bạn cũng nên chọn tất cả những cái mạch mà nó có chân tải và chân sạc trùng nhau, thì trong quá trình sử dụng nó sẽ ít xảy ra cái sự cố nhầm lẫn hơn. Thế còn nếu như mà chân tải và chân sạc nó tách rời ấy, thì rất có thể xảy ra cái việc nhầm lẫn là nếu như mà cái đầu cắm nó giống nhau thì nó sẽ làm cho hay xảy ra hỏng cái pin ngay. Như vậy là tôi đã chia sẻ đến các bạn cấu tạo của một cái bộ pin xe điện và một vài cái lưu ý trong cái quá trình mà các bạn xử lý và kiểm tra pin. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.